Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Từ cổ chí kim, có rất nhiều loại cực hình mà chúng ta đã quá quen thuộc thông qua phim ảnh hay các bài học lịch sử. Tuy nhiên, thời cổ đại có một loại hình tra tấn đã gây ra tổn thương tâm lý sâu sắc cho các tù nhân, mà trải qua hàng ngàn năm, nó đã trở thành một trào lưu trên thế giới hiện đại. Hình phạt này xuất hiện từ rất lâu vào thời Trung Hoa cổ đại, đó chính là mặt hình hay còn gọi là xăm hình theo cách nói của người hiện đại. Tù nhân thời cổ đại chịu mặt hình sẽ bị xăm lên cơ thể những ký hiệu bằng mực đen để bách tính khi nhìn vào sẽ dễ dàng nhận ra thân phận của tội phạm. Trong Thủy Hữu Truyện, thủ lĩnh nổi tiếng Tống Giang cũng từng phải chịu sự đau đớn của mặt hình. Mặc dù chứng cứ về loại hình phạt này không được tìm thấy trực tiếp trong các bản giáp quốc văn ở Ân Khư, nhưng nhiều tài liệu đã có ghi chép lại. Vì vậy, những điều mà hậu nhân sau này biết về mặt hình hầu hết bắt đầu từ sự kiện bắt giữ Công Tôn Giả, thay giày của hoàng tử nhà Tần trong thời cải cách Thượng Dương. Vào thời cổ đại trọng nam khinh nữ, ngay cả những người đàn ông cũng khó chấp nhận nổi sự sỉ nhục do hình phạt này mang lại, chứ đừng nói đến những người phụ nữ ở địa vị thấp. Tống Giang, Cửu Văn Long, Sử Tiến đều gan dạ hơn người. Trí Dũng song toàn, nhưng từng vì hình phạt này mà tiền đồ bị gián đoạn, chỉ có thể vào rừng làm cướp. Nếu một người phụ nữ phải gánh chịu hình phạt này, không khác gì cuộc sống bị bao phủ bởi sự u ám, khinh thị. Chưa kể họ phái yếu đều phải dựa vào hoa dung nguyệt mạo để tìm kiếm bến đỗ cho cuộc đời. Vì thế mà hình phạt này đã phá tan vô số mong ước hạnh phúc của người phụ nữ. Đây có thể là một hình phạt nhỏ trong luật hình sự đương thời, nhưng mức độ hủy hoại còn nghiêm trọng hơn một bản án nghiêm khắc. Sau khi bị xăm mực, tội nhân không chỉ chịu nỗi đau thể xác khi vết xăm bị viêm loét, mà còn phải hứng chịu ánh mắt dèm pha, sự chê cười của xã hội. Nó thậm chí còn có thể dập tắt hoàn toàn những nỗ lực xây dựng cuộc sống của họ. Xăm hình đang trở thành một trong những trào lưu được yêu thích nhất thế kỷ 21. Không khó để thấy một người mang hình xăm trên mình qua lại trên đường phố, những minh tinh với muôn dạng hình xăm nghệ thuật trên truyền hình, các đôi tình nhân xăm tên rồi vẽ chung một ký hiệu hay những hình xăm thể hiện tình yêu với gia đình. Để rồi cùng với thời gian, mấy ai còn nhớ đây từng là một hình phạt khiến bao người phải nắm chặt tay gào khóc. Ai còn nhớ đây là một cực hình khiến nhiều người không nhìn thấy tương lai tươi sáng. Nếu người xưa có thể xuyên không đến thời hiện đại thì biết bao anh hùng đã có thể được cứu vãn. Lễ đăng quang của Nhật Hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako diễn ra ngày 22 tháng 10 năm ngoái với sự tham dự của nhiều thành viên các gia đình hoàng gia trên khắp thế giới như Thái tử Charles của Vương quốc Anh, nhà vua Hà Lan William Alexander và Hoàng hậu Maxima, nhà vua Thụy Điển Carl XVI Gustav và công chúa kế vị Victoria và các vị lãnh đạo cấp cao của nhiều nước. Một số vị khách mời mặc trang phục dân tộc của họ đến chứng kiến lễ đăng quang Sokuinorei tại cung điện hoàng gia ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Trong buổi lễ long trọng ấy, có một chi tiết đặc biệt thu hút sự chú ý của các hãng tin cả ở Nhật Bản và nước ngoài. Đó chính là bộ trang phục vô cùng lộng lẫy, cao sang của Hoàng hậu Masako. Không nhiều người biết về bộ trang phục truyền thống đặc biệt của người Nhật mang tên Junihitoe. Junihitoe, một kiểu trang phục nữ giới từ thời đại Heian, Bình An, từ năm 794 đến 1185, được xem là đại diện cho đỉnh cao của vẻ đẹp trong trang phục truyền thống ở xứ Phù Tang. Junihitoe trông rất khác với một bộ kimono thông thường. Đó là một bộ kimono nhiều màu sắc, rất đa dạng, thường được cung phi và nội cung hoàng gia Nhật cực kỳ ưa chuộng, bắt đầu xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 10 trong thời đại Heian. Mặc dù trong tiếng Nhật, Junihitoe có thể được dịch thành 12 lớp kimono, nhưng thực ra nó có nghĩa là nhiều kimono. Một bộ Junihitoe đầy đủ sẽ rất nặng, có thể có trọng lượng lên đến 20 kg.
Ngày nay, Junito-e có thể được nhìn thấy trong các viện bảo tàng, trong các bộ phim, tại các lễ hội địa phương, trong các đám cưới hoặc như một trang phục phổ biến cho Hina Nigio, búp bê trang trí thường được trưng bày trong lễ hội búp bê. Junito-e được đánh giá là một trong những món đồ đắt nhất, nặng nhất và đẹp nhất trong số các kiểu trang phục truyền thống của Nhật Bản. Trong buổi lễ đăng quang diễn ra hồi năm ngoái, Hoàng hậu Masako đã mặc một bộ Junito-e với sự kết hợp của nhiều lớp lụa màu sắc khác nhau, tất cả được mặc bên trong một lớp áo thổ cẩm màu trắng. Trước đó, trong đám cưới với Nhật hoàng Naruhito, bà cũng mặc một bộ Junito-e tương tự với sự kết hợp của các lớp lụa màu đỏ và vàng, một chiếc áo thổ cẩm xanh bên ngoài. Khoác lên mình bộ trang phục dày tới 12 lớp, nặng tới 20kg, quả là một điều không hề đơn giản. Vậy làm thế nào và tại sao một bộ quần áo trông cực kỳ phức tạp và cầu kỳ như vậy lại trở thành trang phục được các cung phi thời xưa lựa chọn và mục đích là gì? Vì không còn những bộ trang phục Junito-e từ thời Heian, được coi là thời kỳ hoàng kim trong văn hóa Nhật Bản, nên hầu hết thông tin mà các nhà sử học có được từ các hình minh họa của bộ truyện Tale of Genji, cũng một trường thiên tiểu thuyết của nữ sĩ cung đình Nhật Bản, có biệt danh là Murasaki Shikibu, đầu thế kỷ 11. Trong các bức tranh ở bộ truyện, người ta có thể thấy đàn ông thời kỳ này thích chơi kemari, một loại bóng đá, và được tự do di chuyển ở bên ngoài. Trong khi đó, những người phụ nữ thường phải ở trong nhà. Dù ở nhà, nhưng họ vẫn phải mặc bộ trang phục nhiều vải và luôn phải nghiêng người về phía trước. Các ghi chép lịch sử cho thấy kiểu trang phục kasane phối các trang phục với nhau để tạo thành các lớp thực sự có tồn tại ở thời kỳ này. Điều này đã được Lisa Dabi nghiên cứu chi tiết và chia sẻ trong cuốn sách với tựa đề Kimono của cô, xuất bản năm 1993, nhà xuất bản Đại học Yale. Junito-e, loại kimono 12 lớp vô cùng sang trọng và cầu kỳ của người phụ nữ Nhật xưa. Trong thời đại Heian, người Nhật đã dệt được các mẫu lụa phức tạp, phần lớn được học hỏi từ Trung Quốc và Hàn Quốc, nhưng kỹ thuật nhuộm vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Kỹ thuật nhuộm vải đó được gọi là shibori. Shibori là từ tiếng Nhật dùng để chỉ các phương pháp nhuộm vải bằng cách buộc, khâu, gấp, xoắn, kẹp và nén. Vải mộc sau khi thao tác để tạo hoa văn sẽ được nhúng vào màu nhuộm, sau đó tháo nếp và phơi khô, giặt xả màu dư. Nhưng thay vì thiết kế trang phục để lộ các họa tiết, thì người Nhật thời xưa lại làm tạo ra các trang phục theo kiểu kasane. Những sự kết hợp này thường mang tên của cây và hoa được thay đổi theo mùa. Vì có 72 mùa trong lịch truyền thống của người Nhật nên trang phục cũng thay đổi linh hoạt. Tuy nhiên, các nhà sử học vẫn chưa tìm được lời giải thích thỏa đáng cho việc sử dụng trang phục nhiều lớp như vậy của người phụ nữ Nhật xưa, trong khi trang phục của nam giới thì đơn giản hơn rất nhiều. Phụ nữ Heian luôn phải kính kẻ trong con mắt của người khác. Nếu một người đàn ông đến thăm, anh ta sẽ chỉ được nhìn thoáng qua các đường viền và viền tay áo vì khuôn mặt của người phụ nữ sẽ bị che khuất bởi một lớp màn che. Vậy nên phụ kiện đi kèm trang phục Junito-e là quạt giấy, bởi đôi khi chiếc quạt sẽ thực hiện thay nhiệm vụ của màn che. Theo phong cách thời đó, phụ nữ cũng để tóc dài, lông mày được cạo sạch và vẽ lại ở giữa trán. Trong khi phụ nữ châu Âu có nhiều kiểu trang phục được biến tấu đa dạng, hấp dẫn trong vài trăm năm qua, thì dường như quần áo mà người Nhật mặc vẫn không thay đổi trong hơn 1.000 năm qua. Thời trang phương Tây luôn có sự thay đổi về hình dạng, nhưng thời trang Nhật Bản đã có những mối bận tâm khác. Quần áo mặc trên người có khả năng quyết định các chuyển động của người mặc nó. Điều này có nghĩa là trang phục sẽ hạn chế chuyển động của phụ nữ nhiều hơn nam giới. Chẳng hạn nam giới phải chịu đựng sự bất tiện của cà vạt, nhưng điều đó chẳng thấm vào đâu so với áo nịt ngực của phụ nữ hoặc những đôi giày cao gót, cao lêu nghêu. Nhà văn hóa học người Anh Sheila Cliff bày tỏ, tôi muốn biết cuộc sống của những người phụ nữ thời Heian như thế nào, bởi họ phải mang bộ trang phục có trọng lượng hơn 20kg lụa trên lưng và vai của họ. Nếu thêm quần áo ấm cho mùa đông thì có thể nặng thêm 4kg nữa. Bên dưới các lớp vải lụa, họ cũng mặc hakama, quần dài màu đỏ. Điều này có nghĩa là cứ bước một bước, họ lại bị trói chân trong vải, trừ khi họ đá về phía trước rồi mới bước tiếp.